Dạ rồi, em Tuấn Euro Sài Gòn kính chào anh em. Chú anh em là một cái shop của BMW, model là 675, một dòng đời rất là cao của hãng BMW ha. Hôm nay về được một con, hiện trạng phải nói là chỉ có thiếu thùng xốp thôi, và kèm dây nguồn pin, dây nguồn pin xuyên vàng anh em ha, dây nguồn không rất là giá trị. Và shop này nó là gỗ lạng toàn thân anh em ha, rất là đẹp nè, vuông thành sắt góc cực mới luôn, mới như thiếu thùng xốp vậy. Đấy, thành vách nè, tuyệt đẹp đấy nè. Đấy, với chân đó, xe mở đó cho anh em xem. Đấy, họ thiết kế vào một cái màn nhôm ha, gân cao su rất là dày. Đấy, thì nó là gỗ lạng toàn tập luôn. Cái mặt trước là cái mặt đặc thù của BMW, là phía trước nó bằng cái hỗn hợp nhựa vậy đó ha. Thì cái dòng 675 này nó là dòng auto điện anh em ha, anh em có thể xài từ điện 100V đến 230V. Đấy, tuyệt đẹp luôn. Và shop này nó có kích thước ngang qua là 34 và sâu vào là 39 và cao lên cả đế chân là 39 ha, và nặng là 26kg. Đấy, thì những cái dòng shop này cũ rất là dữ dằn anh em, em cũng về đã cũng có mở ra để kiểm tra trước khi gửi đến cho em. Đây, em có chụp hình, em bóp Zalo là anh em thấy cái cũ đó nè. Đấy, rất là chắc, cái cũ không đã cả khoảng 10kg, là từ không đã 20 ha. Đấy, cũ là mất in Ireland luôn ha. Đó, cũ rất là chất. Đấy, thì đối với những cái dòng shop này chúng ta sử dụng nghe nhạc rất là tuyệt vời, bass là cực kỳ sâu và rất là mềm tiếng. Và giá của em nó là 14.500 bao ship cho anh em chuyển khoản đủ ha. Đây, rồi em quay phần phía sau luôn cho em xem. Đây, dây nguồn zin của nó em cũng vẫn chưa xài ha, em xài công dây nguồn của Lutman. Đây phần phía sau này, phía sau cũng gỗ lạng rất là đẹp. Đây là tản nhiệt ha, đây là volume nè, các chỉnh tần số, là đường vào nè. Thì đây cái đường vào nó rất là tiện dụng nè. Đây, thì đây là link in vào và có thể link out ra. Ví dụ như anh em từ CD xuống người ta ghim vào shop này, và đường out này chúng ta có thể ghim vào là âm ly, rất là tiện dụng, rất là dễ xài anh em ha. Đấy, thông số nè, BMW ASW 675 và số series là 1170 ha. Đây, bắt in Ireland ha, rất chất, shop này rất chất ha. Những cái chân đắt còn vào là còn hoàn khà hoàn ghế hết, rất là đẹp. Đấy, rồi em quay ra phía trước cho anh em. Thì đối với shop này là kiểu là quay cho anh em xem hình thức thôi, còn test thì em vẫn kim điện để test cho anh em. Còn những cái điện thoại này nó không có thể nào mà nó quay được, nó ghi âm được những cái dãy sâu, những cái dãy trầm của shop anh em cảm nhận được đâu. Thì đối với những cái đồ Ireland, shop Ireland thì anh em biết rồi, rất là chất. Đây, đây mà tôi test cho anh em nè. Đây, vui lòng bằng phía sau nè. Đó, này nghe chỉ có ổng 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 thôi. Shop này chúng ta sử dụng nghe nhạc, điện thêm những cái dạng mà thiếu mát rồi là rất tuyệt vời ha. Tại những cái dòng shop BMW thì rất là hiếm, rất là ít khi về trường Việt Nam mình. Rồi, thì em cũng xin kết thúc clip ha. Và giá là 14.500 bao ship cho shop BMW 675. Rồi, em xin kính chào anh em.